Chào toàn thể các bác. Hôm nay shop Tuấn Lan lại tiếp tục giới thiệu các bác tất cả mẫu sào. Shop thì đang bán rất nhiều mẫu loa, rất nhiều mẫu phụ kiện đi rừng. Thì hôm nay tôi lại giới thiệu các bác một cái mẫu sào inox 100% bằng chất liệu inox các bác nhé. Thì đây là cái mẫu sào 3m này, 4m này và 5m các bác nhé. Từ 3 đến 6m. Đấy, các bác mua mẫu nào thì cứ alo trực tiếp tới shop. Đấy, shop đây là cái sào gác chim các bác nhé, sào gác lồng chim dành cho các bác chuyên đi có chim ở nhà hoặc có lồng chim thì các bác có thể là mua sào này về treo chim và gác chim. Đấy, thì tôi xin giới thiệu đây là cái mẫu sào này. Đây là sào 6m các bác nhé. Đấy, đây là sào 6m này, đây các bác nhìn này. Đấy, đấy, sào 6m này. Đấy, thì đây là cái sào rút các bác nhé. Đấy, đấy, mỗi một chóng này là nó rơi vào 1m2 các bác nhé. Đấy, sào rút, sào vặn này. Đấy, 6m rất là dài luôn. 6m thì nó có 5 chóng các bác nhé. Đấy, 5 chóng, mỗi một chóng là 1m2. Đấy, đấy, đây các bác, 6m. Đấy, đây sào rút, sào vặn các bác nhé. Nó rất là nhẹ nhõm và dày thì 0,8 các bác nhé, 0,8. Đấy, sào vặn như này là rất là chắc. Đấy, các bác sử dụng có thể 5m thì các bác mua sào 6m. Thì cái trên này nó yếu thì mình, cái đằng trên nó yếu thì mình có thể mình ấy lại một chút thì mình sử dụng 5m thôi. Đây là cái đầu sào. Đấy, thì bên mình bán theo phụ kiện luôn, túi sào và khâu liêm các bác nhé. Đấy, và cái móc thì các bác mua cái nào thì mình bán thế, giá cả hợp lý thôi. Các bác từ 3 đến 6 mét thì giá cả nó khác nhau. Đấy, các bác mua thì cứ alo trực tiếp cho shop. Shop sẽ xếp hàng toàn quốc, gửi qua đường COD. Đấy, các bác nhận hàng gửi tiền, không phải cọc cạch gì cả. Nên mua bán rất dễ dàng, thuận mua vừa bán. Đấy, các bác cứ mua đặt hàng thì cứ alo trực tiếp theo cái số điện thoại của shop luôn luôn để bên tiêu đề. Đấy, thì các bác sẽ được tư vấn và mua hàng từ 3 đến 6 mét các bác nhé. Giá cả nó rất là hợp lý. Đấy, nên là đây là hàng inox các bác nhé. Đấy, khâu liêm thì nó có 2 mẫu các bác nhé. Đây là cái hàng khâu liêm tốt này. Đấy, chất lượng thì nó đắt hơn một chút, nó đắt. Thế còn khâu liêm bình thường thì nó rẻ các bác nhé. 2 mẫu khâu liêm. Đấy, thì các bác mua thì cứ alo trực tiếp và nói rõ là tôi mua khâu liêm tốt hay là mua khâu liêm bình thường thì nó giá cả nó khác nhau, thì tôi sẽ báo giá cho các bác. Đấy, các bác xem cái video này thì cố gắng cập nhật được cái những mẫu sạc gác chim bằng chất liệu bằng inox 100% các bác. Hàng về rất là nhiều nhưng mà tôi chỉ bỏ ra một chút thôi để quảng cáo, để các bác thì cứ xem kỹ video đúng theo mẫu mã ăn video luôn. Có ăn nào nói tôi nói vậy cũng không phải nói cái gì cả, chất lượng. Nếu các bác mua thì cứ điện thoại đến shop. Đấy, nên là rất mong các bác xem cái video và đăng ký kênh của shop để cập nhật những cái video mới nhất của shop. Ấn vào quả chuông các bác nhé, thì nó cập nhật được ngay. Đấy, vâng, xin chào và tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác trong những video kế tiếp của shop.